Gìn giữ hòa bình là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam khi ứng cử làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù quá trình tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam chưa dài nhưng đã đạt được những kết quả được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Nhân dịp khóa họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chuẩn bị bỏ phiếu bầu 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Việt Nam là một trong các ứng cử viên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Vân Hải, tùy viên quân sự Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Nếu Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020, nhiệm kỳ 2021, thì cái trọng trách của chúng ta sẽ lớn hơn rất là nhiều. Vậy những cái ưu tiên của chúng ta trước mắt trong cái lĩnh vực gìn giữ hòa bình thì như thế nào thưa đại tá? Khi mà ngồi vào vị trí đó thì trọng trách của chúng ta rất là lớn. Chúng ta không chỉ đảm bảo những cái lợi ích cho chúng ta mà chúng ta còn phải có phần nào đó đáp ứng đối với các nước mà đã bỏ phiếu cho chúng ta. Vì vậy mà để làm sao dung hòa được cái việc này thì quả thực là công việc cũng là hết sức nặng nề, đòi hỏi tất cả từ các cơ quan hay kể cả trong phái đoàn cũng phải tham gia. Thì đấy là thuộc về lĩnh vực của nhà nước. Thế còn riêng về cái gìn giữ hòa bình ấy, thì khi mà tham gia vào cái này thì trước hết là chúng ta cũng phải là tiếp tục theo chủ trương của Bộ Quốc phòng cử nhiều sĩ quan hơn, không chỉ tham gia ở hai phái bộ mà tham gia ở nhiều phái bộ. Chúng ta sẽ cử thêm những cái sĩ quan có trình độ chuyên môn để tham gia vào các vị trí trong cái trụ sở của Liên Hợp Quốc. Và hiện nay chúng ta cũng đã cử danh sách lên rồi và đang chờ Liên Hợp Quốc xét duyệt và tuyển chọn. Thì cái này chúng ta tiếp tục đào tạo, huấn luyện để làm sao mà Liên Hợp Quốc cần triển khai thì chúng ta có thể là triển khai được ngay. Đấy là về cử nhân sự và cử lực lượng là như vậy. Còn bên cạnh đó ấy, thì mối quan tâm của Liên Hợp Quốc hiện nay là gì? Là thứ nhất ấy, là làm sao là cái sáng kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về hành động gìn giữ hòa bình thì chúng ta là một cái nước mà ký kết, và những cái quan tâm khác chẳng hạn như là bảo vệ an ninh an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình, rồi bảo vệ dân sự, rồi chống lạm dụng bóc lột tình dục trong hoạt động gìn giữ hòa bình vân vân. Thì tất cả những cái đó thì chúng khi mà tham gia vào ủy viên không thường trực này thì chúng ta phải làm sao là phối hợp với các nước đưa ra những cái sáng kiến cụ thể, thiết thực và hiệu quả để mà có thể hoạch định được chính sách, để xây dựng được kế hoạch trước mắt cũng như là kế hoạch lâu dài với mục đích là nâng cao cái hiệu quả trong cái hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.